Để cây dừng lại như gì anh cả đã mất. Đây là vợ anh Bảnh mọi người ạ. Ngày 24 tháng 2 nghe tin anh Bảnh bị bắt, trường em cho các em nghỉ học hết. Các bà phụ huynh đánh thầy hiệu trưởng không trường phát nào luôn anh. Thế kinh rồi. Anh Bảnh về sớm mọi người ạ. Về khi làm là sao biết thời gian chính xác được. Cái đấy là các chú công an phải ấy chứ. Mình làm sao biết chính xác thời gian về được mà trả lời mọi người. Áo em mua giống anh. Nói thật chứ ngày xưa có Trần Áo Lam, bây giờ cũng ngồi bà khá. Đúng rồi, chuẩn luôn. Em comment nãy giờ mà anh không chào. Chào cậu nhỏ nhá. Chào Lê Văn Anh. Bữa là anh Tuấn đúng rồi. Bao giờ xin trong nhà anh Khá về? Chuẩn luôn, anh Khá về là nhà xong rồi. Xong rồi, xong luôn. Em fan anh Bảnh, cắt tóc anh Bảnh mà về nhà bài em cho thành fan Phú Lê. Đây là chị Hằng nhá. Anh Bảnh đi để lại anh Tuấn đúng chuẩn cho anh Bảnh về sớm. Mình mới cả đây tạo cái dữ liệu mới mọi người ạ. Chưa đăng những clip mà mình trước anh Bảnh quay. Chưa đăng để đăng lại cho mọi người xem. Toàn clip hot. Em mà giống anh ra đường thanh niên đâm không chụp phát nào. Sao mà đâm? Cả mọi người nhá, anh Bảnh đi rồi mà nhìn chị Dương tội nghiệp quá. Sao mà tội nghiệp? Anh Tuấn ơi, có phải cắt tóc giống anh là thành giang hồ phải không? Không phải đâu em ạ, mà phải là biết chơi. Em cắt tóc cá Bảnh xong về đi học cô giáo cạo luôn. Sao mà cạo vậy em? Cảm ơn mọi người nhá. Chắc anh là trùm trường lý tổ phải không nhỉ? Không, anh làm gì đâu mà trùm trường. Anh đi vệ sinh nhá. Dương mà gái nhiều view hơn khối nhỉ. Chào cả mọi người nhá. Chắc bây giờ anh Bảnh đang quẩy với lòng cùng trường. Anh không biết. Xem vali mọi người nhá. Đây là vợ anh Bảnh mọi người nhá. Hương Dương. Ai mua hàng thì trên mạng và mua ủng hộ anh Bảnh nhá. Để chị ấy vượt qua thời gian này. Giờ làm bài tiền đầu bài Tuấn. Ừ, chả làm tiền đầu hay không à.
thầy Khánh được anh mua quạt chưa anh? Thấy rồi, có đẹp thế còn gì nữa. Luyện công, như luyện công, luyện công. Đấy, xong Hưng dừng mua quạt này. Sợ chưa, sợ chưa, sợ chưa? Bố em đòi cắt tóc giống anh thì phải làm thế nào? Trong bố em cắt thì còn gì nữa? Tóc đẹp này. Nghe tin anh Khái bị bắt, mặc dù phải máu mủ nhưng cũng nghẹn lòng, đúng rồi. Ai mà chả buồn rồi nhá. Nhưng anh Khái sẽ sớm về thôi mọi người ạ. Chào Hưng Mialo nhá. Chào rồi mà không chào gì cả. Chào Mai Chiến nhá. Chào cả mọi người nhá. Chị Dương còn múa đẹp hơn cái trời cai. Chắc Khá Bảnh đang múa quạt. Quả cám lớn mọi người ạ. Sản phẩm Jambali của chị Phan Thủy Tiên chỉ với 250k. Hay là tính Jambali mua về dùng trắng răng mọi người ạ. Mua một hộp này về cho cả gia đình dùng luôn. Cách dùng là cầm bàn chải đánh răng, chà vào cái bánh răng rồi các sản phẩm này rồi chà lên răng là được. Ngoài ra, ngoài đánh răng ra thì cái này còn pha mật ong hoặc là pha với sữa chua còn bôi được đắp lên mặt mọi người ạ. Đắp mặt lạ 250k thôi mọi người ạ. Theo là tính dùng phát biết hiệu quả ngay. Công an cố tình bắt anh Khá để anh Khá vào trại dạy cho mới ăn cho tù mỗi quạt. Đúng rồi, chắc thế thật. Anh xăm mái tay luôn à? Không, anh xăm gì đâu. Chào tất cả mọi người nhá. Chào Đào Tiến Mạnh nhá, cảm ơn em nhá. Anh nhiều comment quá không làm được á. Ngoài pha với mật ong anh có đổ lên đĩa xào không? Cái này xào làm sao được? Bao nhiêu tiền anh? 250k nhá. Xem vali của chị Phát Thủy Tiên. 250k. Làm anh đã có một hai lần sẵn. Da em đen quá mà em check cái thân răng. Da đen á? Da đen check cái này anh không biết thân đâu. Anh chỉ biết là cái này dùng trắng răng chứ da em đen. Da đen thì anh không biết. Da đen có tỉ dương. Da đen thì em cũng thử quét thôi mà. Mua về thì quét thôi mà. 250k thôi mà. Sao không thử? Anh Khá chào lên đăng đàn nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào Tuấn Vi nhá. Chào Nguyễn Trang nhá. Mình mua quà đang mà đơn giản đâu. Please pay attention. Yeah. Chào tất cả mọi người nhá.
chim 4 phút nữa rồi, 4 phút rồi. 4 phút rồi 4 ngón. Anh Bảy mở nhạc bay kia, nhạc này nhạc hay mà. Phong độ nhất thời đẳng cấp đồng ai, đúng rồi mọi người ạ. Chị dừng mỗi quạt đi. 4 phút nữa thì cho chị Dương vào. Đấy mà anh Mảnh đi quả này đến trung tuổi luôn à? Không, anh phải đi ngắn mà. Muốn mua hàng thì nhắn tin anh lên trên ảnh hoặc là chị Phát để tiên trên comment mọi người nhá. 250k mua sản phẩm Zepali.